Chào các bạn nha. Chào các bạn đã đến với kênh Ly Hanh Văn Cà Phê. Thông tin mới nhất về tỉnh thức bồng lai mình xin đưa đến các bạn là ngày 12 tháng 12 là bạn Diễm My được công an phường mời lên làm việc, và sau 4 tiếng đồng hồ không có về thì các thầy đã lên trên công an phường á để nói chuyện với lại bên công an, với lại để gần như là để bảo vệ bạn Diễm My. Và coi thông tin của bạn Diễm My sao thì bên công an phường nói là đã cho bạn Diễm My về rồi, nhưng mà bạn Diễm My vẫn chưa có về. Thì đây là một số hình ảnh, các bạn xem đây, đây là một số hình ảnh ở trên công an phường, và hình ảnh ở trong clip thì theo mình thu thập được thì rất là hỗn loạn, tại công an phường rất là hỗn loạn. Và công an phường cũng là mập mờ về cái chuyện là hiện tại Diễm My có ở trên công an phường hay là đã đi về rồi. Nói chung canh công an này em trả lời rất là mập mờ nha. Và các bạn cứ theo dõi cái hình ảnh đó, mình có thu thập được ở dưới đó, các bạn thấy. Thầy sư ông nội là cũng rất là bức xúc nha, nằm ở trên ghế luôn. Và sau một thời gian là bên công an họ cũng không cho các thầy các sư ở trong cơ quan luôn, họ đuổi thẳng ra ngoài. Và bây giờ các thầy đang rất là lo lắng nha các bạn, lo lắng là bên công an sẽ không biết sẽ thông tin như thế nào với lại về các bạn Diễm My nha. Công an thì có nói là đã đưa về, nhưng mà thực tế thì bạn Diễm My là không có về tới chùa nha. Và các thầy đang lo lắng là bây giờ nếu mà bên thông tin không rõ ràng thì bên tỉnh thức sẽ mang họa nha. Và bây giờ câu hỏi lớn nhất là bạn Diễm My đang ở đâu? Không ở trong đồn công an và cũng không về tỉnh thức thì bạn Diễm My đang ở đâu? Các bạn theo dõi kênh Ly Hanh Văn Cà Phê để biết thông tin chính xác. Mình sẽ cập nhật thông tin chính xác và mới nhất về tỉnh thức bồng lai cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn.